Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới mọi người một sản phẩm, đó là bánh chuối kem tươi. Đây là bao bì của sản phẩm, sẽ bao gồm cái phần nắp làm bằng nhựa trong và cái phần đế này sẽ được làm bằng màu vàng, biểu tượng của quả chuối, với cái hình cũng rất là giống quả chuối đúng không? Đây là một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Mitaka, có địa chỉ ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Về thành phần thì sẽ bao gồm bột gạo, đường, trứng, trứng gà, kem chuối, kem tươi. Về hướng dẫn sử dụng thì mọi người dùng ngay sau khi mở nắp của bao bì. Mọi người lưu ý là không sử dụng sản phẩm đã có dấu hiệu bị hư hỏng bảo quản, thì mọi người sẽ bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 5 đến 10 độ C. Khối lượng của một cái chiếc bánh này sẽ là 120g. Về hạn sử dụng thì đây là một sản phẩm không có chứa chất bảo quản nên hạn sử dụng sẽ là 4 ngày kể từ ngày sản xuất. Với tên gọi là bánh chuối kem tươi. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp bao bì này ra nhé. Bao bì thì là một cái phần bánh bên trong như thế này, nhìn rất là hấp dẫn và sẽ có kèm theo một cái chiếc thìa để mình có thể ăn liền được. Đây là phần bánh này, đây là cái phần kem tươi, nhìn rất là hấp dẫn. Mình sẽ bẻ đôi ra nhé. Bánh này nhìn rất là ngon. Với phần vỏ là vỏ bông lan và bên trong sẽ bao gồm một phần kem tươi. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Phần kem đã được đánh kèm với chuối sẽ có mùi chuối rất là đặc trưng. Phần vỏ bánh thì mềm. Cá nhân mình thấy thì bánh hơi ngọt. Vì mình là người không thích ăn ngọt nên mình thấy hơi ngọt. Còn ai mà hảo ngọt thì sẽ thấy bánh này ăn rất là ngon. Sẽ có vị chuối, vị ngậy của kem và độ mềm của phần bánh bông lan bên ngoài. Mọi người có thể tìm mua cái sản phẩm này ở trung tâm thương mại. Mình mua ở một trung tâm thương mại Yêu Mo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của mình. Chúng mình sẽ gặp lại nhau ở những số review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.